Cam nhiệt 3D Z1 ha, đang nổi đình nổi đám hiện tại ha. Thì nó chức năng nó sẽ dò nhiệt cho những cái con linh kiện nào mà mình cấp nguồn nó bị chạm chập, nó sẽ nóng lên ở con đó và nó sẽ hiển thị trên màn hình là nó bằng cái hình ảnh là nó sẽ sáng lên ha. À, bây giờ cái bò một cái bo đó tôi đang để ở cấp nguồn đó, nó bị chậm, thì tôi đang cấp nguồn ở 1V8 và nó vẫn chưa chập, và cái nhiệt độ của nó các bạn đang thấy là khoảng 30 mấy độ không à, cái vị trí nóng nhất của nó đang là 34 độ 3 đó, thấy không à, đó 34 độ 3. Rồi bây giờ tôi sẽ tăng dần cái điện áp lên để các bạn sẽ thấy là nó sẽ tăng nhiệt ở vị trí ở con nào, thì mình biết nó sẽ chạm chập ở con đó và mình cách ly nó ra ha. Đó là cái nguyên lý cơ bản thôi, chứ không cũng chưa chắc là phải chập con đó, nhiều khi nó chập ở con tụ nào đó hay là rỉ tụ nào đó và nó làm nóng cái con đó lên đó. Bây giờ giới thiệu với các bạn ha. Đó là bây giờ là tôi sẽ bây giờ tôi sẽ tăng cái nhiệt độ cái điện áp của cái máy cấp nguồn lên, đang ở 1.8 nha, và dòng của nó đang là không, đúng không, dòng nó không, thì cái camera này các bạn có thể chỉnh tăng giảm lên xuống, tăng giảm độ cao lên xuống để chi, để nó có thể zoom ở cái vị trí nào để mình có thể dễ dàng nhận diện được hơn, tốt hơn. Thì tôi đã dò trước rồi, nên tôi biết nó chạm ở khoanh dùng ở vị trí này, thì tôi đã chỉnh cái camera ở vị trí đó và zoom nó, cái đây là cái ống zoom của nó dưới đây để nó focus vô cái đây, mình dặn ở đây nó sẽ focus nè ha, mình dặn nó sẽ focus nè, mà rõ nè, thấy không đó, mình dặn nó sẽ focus đó, focus để ở cái bo nào nó vị trí nào đó nó rõ hơi rõ với gì. Nhớ nhớ này là cam nhiệt dò nhiệt chứ không phải camera kia mà nó rõ từng chi tiết đâu ha, không phải kính hiển vi đâu mà rõ từng chi tiết ha. Đó, mình đã rõ ở vị trí đó ha. Chỗ nào nóng thì khi nó phát nhiệt á thì nó sẽ nóng lên và chỗ đó nó sẽ rõ hơn ha. Và mình chỉnh zoom nó vào ở vị trí này, tôi đã test thử rồi. Bây giờ tôi sẽ dặn cái điện áp lên ha. Cái máy cấp nguồn GDI 3006 hết rồi, giờ phải xài máy cấp nguồn này. Tôi đang để 1.8, các bạn thấy không, 1.8 rồi, tôi sẽ tăng lên, tăng từ từ lên các bạn, nó sẽ tăng lên, thấy không, tăng chỉ 1.9 nó đã lên 0.04 ampere rồi, thấy không, và bắt đầu rồi các bạn sẽ thấy nó tăng nhiệt lên từ từ nha, vẫn chưa thấy rõ đâu ha. Bây giờ tôi sẽ tăng lên tiếp tục 2V thì nó đã tăng lên 0.10 mấy ampere rồi đó, các bạn đã bắt đầu thấy nó nhiệt độ nó bắt đầu nó đã tăng lên, ở hiển thị rõ một cái con này ha, không? Mới có là 0.10 13 ampere thôi, 2V mà 0.7 13 ampere thôi, tôi tăng 2V mà 0.7 13 ampere, nó đã có nhiệt độ phát sinh ở chỗ đó, đã rõ, hiển thị rõ hơn hết rồi. Bây giờ tôi tăng khoảng từ từ lên khoảng 2V rưỡi thôi nha, đó, cái 2V rưỡi thì bây giờ á là cái điện áp 2V rưỡi và dòng của nó bây giờ là phải 1.20 mấy ampe rồi đó, các bạn thấy chưa, 1.20 mấy ampe và hiển thị rất là rõ, nhiệt độ tăng lên đây là ban đầu là khoảng hơn 62 độ rồi đó, à, thấy chưa, và cái điện áp của nó bây giờ cái dòng của nó bây giờ là 1.15 ampe ha, và điện áp là 0.25 ampe, giờ tôi tăng lên thử một tí nữa ha, là khoảng tầm tăng lên khoảng từ 2.8 thì bây giờ nó sẽ thấy là nó nhiệt độ do cái dòng của nó là 0.2 40 ampe và nhiệt độ của con trên đó các bạn đã thấy rõ rồi, nhiệt độ của con trên đó bây giờ nó là bao nhiêu rồi, độ của con nó đã bây giờ nó là 95 độ C rồi đó, nó đỏ nguyên con đó lên, thì các bạn sẽ xác định được con chạm đang chạm chập ở con đó và các bạn cách ly từ con đó ha. Vậy tôi có thể tăng lên nhiệt độ đó, bây giờ nó 2 mấy rồi, mà cái này là cái máy cấp nguồn tôi chỉ có 3 ampe thôi nha,
thành ra tối đa là 3 ampe thôi, thành ra là tôi không thể nào tăng hơn nữa, tôi có thể tăng tí nữa đi ha, 28, 29. 29 nó đã lên 0,27 2,80 ampe rồi. À, và cái này nhiệt độ đây đã tăng 112 độ. 112 độ, trăm gần 113 độ rồi, nó tăng từ từ lên 113 độ mấy rồi các bạn thấy chưa? À, 113 độ mấy rồi ha. Rồi, đó là nó 0,29 ampe rồi. 29 ampe và nhiệt độ nó cứ tăng 117. Bây giờ cái nguồn của tôi chỉ có 3 ampe thôi, thành ra tôi không thể tăng được nữa. Thì nó đã 2,95 ampe rồi. À, mà tăng cái nữa là nó sẽ ngắn mạch liền. À, mà nó ha bây giờ 120 độ C rồi. Các bạn thấy rõ là nó hiển thị trên đó chưa? À, cái chức năng của nó là như vậy, đơn giản như vậy thôi. Thay vì mình đo dò dùng đồng hồ mình đo kích nguồn kích ngắn mạch chậm chập để mình dò thì mình sẽ làm nhanh hơn bằng cái cam nhiệt. Nói chung là giá nó tương đối cao nhưng mà nó giúp các một số các bạn mà mới vô nghề hay là mấy các bạn mà muốn nhanh gọn lẹ thì nó sẽ rất là hữu ích với các bạn ha. Đó, tôi sẽ di chuyển về đây cho các bạn ngay điểm giữa, các bạn thấy bây giờ nó là 127 độ mấy rồi và cái áp của nó bị cái dòng của nó là giờ trên trên ba rồi, nó sắp sửa nó kêu rồi đó, nó nóng lên nó bắt đầu nó bắt đầu ngắn mạch rồi đó ha. Đó, nó nhảy vọt qua 3 ampe tại cái bộ nguồn của tôi có 3 ampe thôi ha. Nếu mà dòng 5 ampe thì cái mình có thể tăng lên cho tới gần đó, để tăng lên 5 ampe thì cái nhiệt độ này nó sẽ cao hơn nhiều. Và đây 3D là cái gì? Thế này mình sẽ chỉnh qua chế độ 3D đó, các bạn sẽ thấy rõ ràng là nó sẽ các bạn sẽ thấy nó nhú lên ở một cái chỗ vị trí đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó, 3D nó là vậy, cái cảm nhiệt 3D này nó nhú, nó sẽ có cái hình của một cái con mà bị chạm chập, nó sẽ nhú lên chỗ đó, mình sẽ dễ mường tượng hơn, thấy không? Đó, mình zoom rộng ra đó, thấy chưa? Tắt chuột dân rộng ra rồi, bây giờ nó chạm rồi, nó chạm cái dòng trên kia rồi đó, dòng trên 3 ampere này nó chạm rồi ha. Đó, và là mình comparison, tức là mình sẽ so sánh cái nhiệt độ ở xung quanh và cái nhiệt độ ở đây nè ha, thấy chưa? Đó, nhiệt độ của nó các bạn sẽ so sánh. À, hoặc là các bạn comparison, các bạn có thể chọn spot, các bạn nhấp vô đây không? Và nhiệt độ cái chọn chế độ rectangle để mình khoanh vùng đó ha. À, thấy chưa, khoanh vùng đó, và chế độ mirroring tức là mình vẽ cái hình hình theo ý mình, và mà mình thấy không? Đó, nó nhiều chức năng của nó đó, các bạn sẽ thấy đó, bằng vẽ lên thấy cái dòng của nó và cái nhiệt độ của nó hiển thị đồ như này. Cái những cái này á, tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn, và cái này ở cái video clip này tôi chỉ muốn giới thiệu sơ lược với các bạn cái cách thức dùng của nó thôi đó. Thì những cái nó trên đây nó có nhiều cái chức năng, ở những chức năng những function đây á, và chức năng đó là troubleshoot đồ này ha. Nó có một số chức năng đây để mình chọn cái mình khoanh vùng bằng điểm hay là ô vuông, ô vuông chữ nhật gì đó, và cái này là cái hình mình vẽ, mình khoanh vùng tùy theo cái hình hình học của mình á. Và đây là cái chế độ alarm đó, cái này hay nè, alarm thì mình sẽ thấy là nó sẽ trên cái nhiệt độ mình set đó, ví dụ mình set nhiệt độ đây 131 á, thì mình set giả sử đây một chỗ chế độ 100 độ thì nó sẽ vượt qua cái ngưỡng đó thì nó sẽ hú lên ha. Còn cái rectangle này đó, mình khoanh vùng chỗ này ha, hoặc là cái này mình sẽ nhìn thấy cái hình của nó, cái chỗ mà nó nóng lên chỗ này, tức là tôi chỉ giới thiệu sơ lược qua thôi ha. Còn mấy chức năng này chụp hình quay phim để mình lưu lại, cái 3D thì nó sẽ thấy là cái chỗ nào nóng là nó sẽ nổi trội lên, thấy chưa? Đó, mình sẽ thể xoay cầm chuột để mình xoay đó, mình cầm nó chuột rê đó xoay đó. Và chức năng comparison tức là mình sẽ so sánh cái mặt bên đây và mặt bên đây hai bên. Tôi cũng chỉ mới nghiên cứu rồi, nó là có thể là nó là chức năng như vậy, thì mình cũng sẽ ví dụ như cô mình so sánh bên đây, nó sẽ có hiển thị lên cái nhiệt độ nó như thế nào đây nè, ha. Đó, nó chạy nhiệt độ. Hay chế độ Bollinger thì ví dụ như mình vẽ đây, kéo đây
đây ba cái và mình đánh dấu đó, nó sẽ so sánh phía bên đây và bên kia, thấy không? Hai bo đối xứng vào nhau, rồi chế độ rectangle polygon đồ này nọ, chế độ đó, chế độ nhiệt cao của nó, ví dụ như nó hiển thị nhiệt ở đâu, ở đâu như thế nào ha, rồi chế độ circuit design nó cũng có những chức năng tương tự như vậy, nó cũng có những cái này. Tôi sẽ làm cái video clip nó chi tiết hơn sau này, còn cái này là tôi chỉ mới giới thiệu với bạn thôi. Ở trên đây thì nó có hiển thị thêm nhiều theo cái kiểu như là iron, tức là kim loại, bicoc này nọ, những chế độ màu khác nhau, rainbow hay là cầu vồng, hay là mùa xuân, mùa hè, rồi chế độ quang giả gì tùm lum, rồi rotate, tức là xoay cái hình rồi ha, rotate nó đó, thì theo rotate mình dòm theo cái chỗ nào mình cảm thấy nó hợp với mình, hay cái là compare, chế độ compare của nó đó, compare ở đây nhấp vô nhiệt độ gì đó đó, rồi chế độ reset image, tức là mình reset rồi image trở về chế độ cũ, rồi nó sẽ chọn là chế độ là iron nè ha. Rồi ở trong phần đây thì những cái phần hướng dẫn của nó thì hiện tại nó chỉ có tiếng Hoa thôi đó. Trên web nó có hướng dẫn các bạn bằng tiếng Anh đây nè, các bạn có thể chịu khó ngồi đọc ở trên đây ha, để thực hiện theo ha. Nó có hình ảnh, nó có bằng tiếng Anh này ha. Rồi đây nó có công tắc S, tức là liên hệ với cái nhà sản xuất qua mail hoặc gì đó, các tùy theo các bạn ha. Rồi ở trên đây có phần setup đó, thì ở đây nó chỉ cài đặt của nó đơn giản, thí dụ như là tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh, rồi nhiệt độ chọn là chế độ on off, và nhiệt độ unit là C, độ C hay độ F, hay là alarm sound theo tiếng chuông kiểu gì ha. Rồi cái alarm duration là khoảng cái gì đây, là thời tính theo giây hay gì nè, nó báo động theo giây, 3D contrast mình có thể chỉnh contrast. Rồi storage là nó sẽ lưu những cái hình ảnh theo video nằm khi mình lưu ở đây, nó sẽ lưu ra vào cái thư mục nào. Và cái update là cái update cái software mới nhất của nó, và đây là cái about ha. About là cái trang web của nó, dientech.com này ha, Shenzhen Dian Technology đó. Đó, bạn nhấp vô đây bạn sẽ coi những cái thiết bị của nó bán ra ha. Rồi cái update, ví dụ như đây có update now, rồi new version available, view update now, thì mình sẽ thể bấm ok nó để update nó. Rồi này bằng tiếng Hoa không thì tôi cũng bó tay luôn, không biết nó nói cái gì đó. Đó là sơ giới thiệu, giới thiệu sơ lược qua cho các bạn ha. Đó, giới thiệu sơ lược cho các bạn cái chức năng của nó. Nó vừa vung rộng màn hình lên, chức năng đây, vung rộng nhỏ này là cài đặt. Đó, thì đây nó có ra update hồi nãy là nó vẹt nó như, thì mình check lại coi nó báo như thế nào, nó bắn được tiếng Hoa. Thì cứ báo mới hoài, update là không biết như thế nào, mà toàn tiếng Hoa không. Update xong cái tự nhiên nó dăng ra rồi, không biết báo lỗi cái gì luôn. Để tôi coi lại coi cái này coi ha, rồi tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ha. Đó là dữ liệu sơ lược về cái cam nhiệt 3D Z1 của cái hãng Dianetech gì đó ha. Nó của hãng Dianetech.com ha. Đó của cái công ty này ha. Đó nó dữ liệu sơ lược rồi. Các bạn nào cần thì cứ liên hệ với Hải Minh Mobile 385/7 Văn Trung, phường 10, quận Bắc, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của anh Minh là 0913 745 457, hoặc là chi nhánh ngoài Hà Nội là 61 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, gặp Ninh Giang. Số điện thoại là 0976 721111 ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.